Yaya Trương Nhi tuyên bố khởi kiện hot girl Ngân 98. Yaya Trương Nhi xác nhận với Thanh Niên chuyện khởi kiện Ngân 98 và các tài khoản bình luận chỉ trích vu khống. Phía người đẹp cho biết đang làm việc với luật sư để củng cố hồ sơ. Hôm ngày 3 tháng 6, diễn viên Yaya Trương Nhi đăng tải loạt hình ảnh bị nhiều cư dân mạng bình luận chỉ trích, trong đó có tài khoản của Ngân 98 và cho biết sẽ tiến hành khởi kiện. Cụ thể, cô viết trên trang cá nhân, bên phía Trương Nhi đang bàn bạc với luật sư để khởi kiện những vu khống sai sự thật, xuyên tạc làm ô uế danh dự nghệ sĩ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe Trương Nhi những ngày qua, cũng như công việc và những dự án hoạt động sắp tới. Phía Trương Nhi hy vọng người hâm mộ cung cấp thêm thông tin của những bạn dưới đây. Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận với hơn 3.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc, khuyên nữ diễn viên nên làm đến cùng vụ việc lần này. Một tài khoản cho hay, kiện cho ra lẽ, cho sợ, bởi nói bậy không bị bắt nên những người này mới dám phát ngôn như vậy. Làm như Trấn Thành vậy đó chị, bây giờ luật an ninh mạng gắt lắm, nhắc tên người khác bôi nhọ danh dự như vậy, chị mà kiện là thắng chắc. Tài khoản khác cho hay, một cư dân mạng chia sẻ, Nhi mời luật sư đi, chứ làm như vậy sẽ tổn hại đến hoạt động đóng phim của Nhi. Chia sẻ với chúng tôi, phía Yaya Trương Nhi xác nhận thông tin đang tiến hành khởi kiện những tài khoản bình luận chỉ trích và cả Ngân 98. Đại diện của cô cho biết thêm những tin đồn sai ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự, nhân phẩm cũng như các hợp đồng quảng cáo, công việc cá nhân của Yaya Trương Nhi. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành làm việc với luật sư để củng cố thêm hồ sơ khởi kiện. Trước đó, Yaya Trương Nhi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ sự bức xúc khi bị nhắc tên với tình cũ Lương Bằng Quang. Người đẹp chia sẻ, nhưng chẳng ai biết được có mối tình nào 6 năm chia tay, đứa con gái bắt đầu lại sẽ như thế nào, trong khi người con trai tung tăng cùng người yêu mới, vui nhỉ. Giờ chia tay 5 năm rồi, vẫn chưa hết ám sao, làm ơn hãy cạch cái tên Lương Bằng Quang ra khỏi cuộc đời tôi, vì tôi cần tìm một nửa, vì hình ảnh anh ấy bây giờ chẳng còn mấy tốt đẹp như thời còn quen tôi. Tôi đã cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng để báo chí và người hâm mộ đừng nhắc, nhưng tôi vẫn thấy không hiệu quả. Người đẹp thẳng thắn. Đồng thời, diễn viên chiến dịch chống ế cho biết bản thân cô không hài lòng khi một số người dùng hình ảnh của mình để so sánh với Ngân 98. Cô bày tỏ quan điểm, tôi nghĩ buồn cười, tôi biết cặp đôi đó tự đi bài hết, nhưng xin nói thẳng cặp đôi đó rằng chiêu trò là tạm thời, thành tựu là mãi mãi, nên các bạn đừng đem tên tôi ra để đi bài nữa. Tôi lạy và tôi cảm ơn chân thành. Nói thật, đã không điên thì thôi, điên thì đi đường quyền tế nhị hay khẩu nghiệp cỡ nào cũng quyết diệt lần này cho xong. Tuy nhiên sau đó, phía Ngân 98 cũng đã có dòng trạng thái ẩn ý đáp trả. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Ngân 98, song cô tắt máy.